Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, chúng ta nhìn qua châu Á một chút với lại cái cuộc bầu cử uh ở Nam Hàn. Thì đảng quyền lực nhân dân um, cầm quyền của Tổng thống Nam Hàn hiện nay là ông John xuất vô đó đã thất bại một cách phải nói là thảm hại trước phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra bắt đầu từ ngày 9 kéo dài cho đến ngày 10 tây tháng 4. Và kết quả này á, đã khiến cho ông Tổng thống Nam Hàn trở thành Tổng thống Nam Hàn đầu tiên trong vòng mấy thập niên vừa qua phải sắp tới đây phải lãnh đạo đất nước đó mà ở quốc hội đó là do đảng đối lập nắm giữ quyền lực và nó sẽ đẩy cho ông Tổng thống của Nam Hàn vô một cái thế rất là khó khi mà những cái chương trình nghị sự của ông á, mà đưa ra quốc hội á, là phần nhiều là sẽ bị bác bỏ bởi phía đảng đối lập và chắc chắn là cái sự lãnh đạo của ông Jong uh, suk trong thời gian sắp tới sẽ vô cùng là khó khăn. Nhưng mà tại sao? Tại sao mà đảng cầm quyền của ông Tổng thống Nam Hàn hiện nay lại rơi vô một cái thất bại thảm hại trong bầu cử quốc hội kỳ này thưa quý vị? Là nó có những cái bê bối, nó có những cái scandal liên quan đến ông Yoon xảy ra trong suốt cái thời gian vừa qua. Khi nhắc đến Tổng thống thì chắc chắn là quý vị nhắc nhớ đến cái sự kiện, cái scandal liên quan tới bà đệ nhất phu nhân uh, Kim Con Hee diễn ra là vào hồi tháng 11 năm ngoái bê bối liên quan đến cái chiếc túi sách Dior đó thưa quý vị và người ta dán nhãn khi mà nhắc tới tổng thống Jun, thì người ta sẽ nhắc tới bà đệ nhất phụ đệ nhất phu nhân Kim Jong Ki và nhắc tới cái bê bối Dior Quý vị nhớ là vào hồi tháng 11 chúng tôi cũng có đưa tin có một cái kênh YouTube có tên là Voice of Soul. Họ tung ra một cái đoạn clip cho thấy là bà đệ nhất phu nhân có nhận một cái chiếc túi sách đắt tiền mà hơn 2.000 đô la Mỹ từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn và chủ tài khoản kênh YouTube này mới đệ đơn và khiếu nại lên cơ quan công tố của Nam Hàn và cáo buộc là vợ chồng Tổng thống Jun đã vi phạm đạo luật chống tham nhũng bởi vì sao luật pháp của Nam Hàn cấm những giới chức vợ và vợ hoặc chồng nhận bất kỳ món quà nào trị giá hơn 750 rưỡi đô la Mỹ cái tấm hình mà quý vị thấy hồi nãy về đệ nhất phu nhân á quý vị nhớ là bà Jun đã từng đến Việt Nam và phải nói là gây bảo và dân tình nức lòng luôn khi mà nhìn thấy những hình ảnh của đệ nhất phu nhân mà mặc áo dài truyền thống của Việt Nam rất là thước tha và nền nã và xinh đẹp. Dân tình Việt Nam hiện nay là rất là yêu thích bà đệ nhất phu nhân này. Thì có gắn liền với cái scandal, cái giỏ Dior. Và ông Tổng thống vào hồi tháng 2 đã bác bỏ cái video này và cho rằng đây là một cái âm mưu chính trị để mà nhắm vào vợ mình và sâu xa hơn. Đó, đây là xin cảm ơn ban kỹ thuật. Đây là hình ảnh của bà đệ nhất phu nhân Nam Hàn đã tới Việt Nam mặc áo dài rồi ngắm hoa sen và làm nức lòng dân tình ủng hộ Việt Nam luôn. Và ông bản thân ông tổng thống Yoon cũng là một đồng minh vô cùng thân cận với lại ông tổng thống Biden. Và hồi năm ngoái đó là ông Yoon đã đến Mỹ rồi cũng được tòa Bạch Ốc thiết đại yến tiệc giống như những gì mà tòa Bạch Ốc đang dùng để mà thiết đại ông thủ tướng Kishida của Nhật trong những ngày này đây thưa quý vị và bây giờ sóng gió nó đang ập đến cái sự nghiệp chính trị của ông Dùn thì ở cái thời điểm mà xảy ra cái scandal cái túi sách Dior đó ông nói là đây là một cái âm mưu chính trị nhắm vào ông sâu xa hơn là nhắm vào để mà hạ bệ ông nhưng có một điều như thế này nè bà đệ nhất phu nhân không hề lên tiếng và từ đó là bà cũng không xuất hiện trước công chúng từ hồi tháng 12 năm 2023. Mặc dù dân tình nói rằng thôi bây giờ bà bước ra ánh sáng đi, bước ra công luận, nói một cái điều gì đó hay là thậm chí là xin lỗi cũng được. Nhưng mà không phân trần, không thanh minh thanh Nga và để cho người dân nó trong một cái đám mây mù như vậy. Và nó là một trong những cái giọt nước đã gây ra, đã làm tràn ly và gây ra cái thất bại của đảng cầm quyền của ông Dương ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai mà những ngày vừa qua chúng ta thấy đồng loạt những cái thông tin thời sự về Nam Hàn đó là những cuộc đình công của các, các bác sĩ nội trú. Quý vị nhớ là từ bác sĩ thực tập nè rồi bác sĩ nội trú nè, rồi cả những vị giáo sư y khoa hàng đầu của Nam Hàn đã thực hiện những cái cuộc đình công để cho những cái bệnh viện lớn của Nam Hàn rơi vô cảnh là vườn hoang nhà trống khi mà hàng loạt những cái cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch nhưng mà bây giờ bác sĩ thì bận đi biểu tình ở bên ngoài lý do vì sao họ đi biểu tình là vì họ không có đồng ý với cái chính sách là cứ tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh của trường y của chính phủ đương nhiệm họ nói là mỗi năm cứ tăng như vậy nè rồi tuyển đầu vô một cách ào ạt như thế này nè thì nó không có bảo đảm được cái phẩm chất của đầu vô rồi các cái trường sẽ đào tạo cũng không đủ nữa không cái đủ phẩm chất để mà những người y bác sĩ đó cầm cái con dao mổ mà hoạt động trong cái ngành y và đó là lý do là họ thực hiện những cái cuộc đình công vô cùng lớn trong trước cái kỳ bầu cử như vậy thưa quý vị. Ông tổng thống Yun cũng đã có gặp những cái giới y khoa rồi cũng có xoa dịu rồi vỗ về nhưng cuối cùng cũng không đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào hết thì đó là cái giọt nước rất là lớn làm tràn cái ly trước cái cuộc bầu cử. Nhưng mà có lẽ là cái giọt nước cuối cùng á thưa quý vị, nó làm cho cái cốc những cái lá sự ủng hộ của cử tri đối với ông Tổng thống Jun coi như là nó vỡ toan luôn đó là cái phát biểu của ông Jun nó không phải gì về cái chiến dịch trấn áp tham nhũng hay là về cái chuyện là cải tổ ngành y gì cho nó sâu xa mà chỉ vì cái phát ngôn của ông liên quan đến hành lá thôi cái cộng hành lá thôi thưa quý vị là bởi vì vào hồi đầu tháng 3 ông có đến thị sát tại một cái khu chợ ở Seoul rồi ông đến một cái quầy hành đầm một cái bó hành lên và nói ô oh, cái bó hành mà giá cỡ chừng có 875 won là tương đương khoảng chừng 65 sen uh, tiền Mỹ đó thưa quý vị. Ô oh, giá bó hành như vậy là nó quá hợp lý. Nhưng mà sau đó đó phe đối lập đã nhanh chóng chỉ ra rằng no 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 thưa tổng thống, giá cái bó hành ở cái khu chợ ngay chính cái nơi mà ông đã đứng đó nó cao gấp 3 gấp 4 lần và bởi vì trước khi ông đến đó cái cái ban quản lý của chợ đó đã hạ giá xuống để giá sale để cho ông cầm cái nó lên rồi ông nói rằng là ô cái nước nước Nam Hàn dưới cái sự quản lý của ông đó giá cả nó quá hợp lý đi chứ và cụ thể nó thể hiện ở cái bó hành nhưng mà thực tế là giá nó cao gấp 3 gấp 4 lần như vậy và từ đó về sau đảng đối lập đã sử dụng cái lời phát biểu của ông liên quan đến cái giá hành lá như thế này để làm thông điệp chính trị tấn công ngược lại chính đương kim tổng thống và họ cho là đó là ông làm quả ở tổng thống kiểu gì mà ông không có biết về cái đời sống kinh tế ông không biết gì về những cái khó khăn mà người dân Nam Hàn đang phải trải qua và thậm chí đó, thưa quý vị khi mà đi bỏ phiếu trong ngày 9 và ngày 10 vừa qua đó nhiều cử tri đối lập không có ủng hộ ông đương kim tổng thống họ đã cầm những cái bó hành đi tới những cái phòng phiếu tới mức độ mà ủy ban bầu cử của Nam Hàn phải cấm không có cho cầm hành tới bỏ phiếu là bởi vì đây là một cái hành động can thiệp vào cuộc bầu cử và nó diễn ra kết quả là ngày hôm thứ tư đó Nam Hàn tuyên bố là coi như là bắt giữ gần 17 18 ngàn người vì đã có những cái hành động là can thiệp vào cuộc bầu cử bằng những cái âm mưu khác nhau chứ không chỉ là cầm thành lá nhưng mà để cho thấy là cái cuộc bầu cử vừa rồi bầu cử quốc hội đó nó rất là nhiều những cái kịch tính và cái kết quả cuối cùng không khó để cho những cái chuyên gia quan sát về tình hình thời sự về tình hình chính trị của Nam Hàn nhận ra được cái kết quả tất yếu của của cái chính quyền của tổng thống yun và nó dẫn đến là vào ngày hôm thứ tư thưa quý vị thủ tướng nè rồi những cái người tay chân trong nội các của ông tổng thống đó đều đồng loạt từ chức và nó một lần nữa là sẽ đặt cái nhiệm kỳ lãnh đạo 5 năm của ông tổng thống yun trong thời gian sắp tới vô cùng khó khăn và xin lưu ý một lần nữa tổng thống yun chính là một đồng minh vô cùng thân cận với ông biden và Nhân nói về chuyện giá cả về đời sống đó thì vào ngày hôm thứ Tư Chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết là những cái thành quả về kinh tế của ông Biden á, trong suốt cái thời gian từ hồi cuối năm ngoái cho tới năm nay là nhận được toàn là những, những tin tức tốt đẹp về kinh tế. Cho nên chúng tôi nhiều lần thưa là đảng Cộng Hòa đó quý vị để ý là thời gian vừa rồi họ không dùng kinh tế để mà họ tấn công ông Biden nữa, mà họ dùng vấn đề về khủng hoảng di dân, về tội phạm trong nước Mỹ để mà tấn công ông Biden. Nhưng mà niềm vui chẳng tày gan. Khi mà vào ngày hôm thứ Tư, Bộ Lao động vừa công bố là ô ô ô, lạm phát của nước Mỹ bây giờ lại tăng lên 3.5%. Và nó sẽ làm cho những nhà đầu tư và cả người dân Mỹ sẽ rất là thất vọng. Bởi vì đang chờ là lạm phát thì giảm, thì ngân hàng trung ương đó sẽ giảm cái lãi suất hiện nay cao nhất trong vòng 20 năm ở nước Mỹ rồi thưa quý vị. Lạm phát đã tăng 3.5% và nó có nhiều nghịch lý lắm bởi vì nền kinh tế của nước Mỹ trong thời gian qua thì quý vị thấy là thị trường lao động thì vẫn vững chắc, dân tình vẫn có job và vẫn có thu nhập và họ vẫn mua sắm, vẫn đi travel và họ vẫn than là, là cái vật giá vẫn cao nhưng mà họ không tiếc tay tiêu tiêu tiền và chuyện đó nó đã đẩy cái lạm phát lên cao và đó là câu chuyện ở nước mỹ nhưng bây giờ mình thử thu nhỏ trong nam california là khu vực ngay nơi chúng ta đang sinh sống đây thưa quý vị lô đây thì nam california quý vị có biết không orange county ở register họ vừa công bố là lạm phát của nam california đó nó còn cao hơn cái mức lạm phát cả nước nữa nếu như cả nước là 3.5% thì ngay vùng Nam California này đây nè, lạm phát đã lên 4% vào hồi tháng 3. Hồi tháng 1 nó là 3.1%, nhưng mà vào hồi tháng 3 nó là 4% thưa quý vị thì nhiều người còn lạc quan tếu còn nói ôi như vậy nó vẫn còn tốt lắm bởi vì năm 2022 đó lạm phát ở Nam Cali lên tới 7.9% giờ 3.5% vẫn còn tốt lắm không nó không tốt đâu và chính vì điều đó nó sẽ làm cho cử tri sẽ quay trở lại concern một quan tâm một lần nữa đó là vấn đề về kinh tế dẫu cho có nhiều yếu tố tác động đến lạm phát như chúng tôi nói với quý vị chính ông Biden nhiều khi ông cũng frustrated ông tức giận lắm ông nói là tại sao các cái khu chợ các cái tập đoàn bán lẻ đó họ đã họ đã trong cái 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 hồi mà đại dịch đó thì cái chuỗi cung ứng hàng hóa nó bị đứt gãy cho nên nó đẩy cái giá hàng hóa lên thì thôi đồng ý mà bây giờ mọi chuyện nó đã qua những cái chuyện logistic là chuyện vận chuyển hàng hóa rồi nó đã trở lại bình thường nhưng mà các cái tập đoàn họ cũng không hạ giá xuống thậm chí một ly Starbucks thưa quý vị nó cũng không liên quan gì đến cái lạm phát bây giờ mà cũng cũng rụt rịch rụt rịch để tăng giá lên và đó là lý do mà chúng ta đang nhìn thấy là giá cả hàng hóa trong nước mỹ nó tăng nhưng mà ở nam california đó thưa quý vị những chuyên gia kinh tế nói đó cái lạm phát nó tăng như vậy nó không phải là ở cái hàng hóa mà nó tập trung ở cái giá dịch vụ người dân nam california phải trả cho giá dịch vụ rất là cao dịch vụ mà chưa kể cái tiền thuê nhà nhé. Nếu mà bỏ tiền thuê nhà vô thôi thì thật sự là nightmare. Quý vị biết là mua nhà ở California nhiều lần chúng tôi nói đó là nightmare. Mà đi thuê nhà ở California thì nó cũng là ác mộng đêm hè. Bỏ cái vụ mà thuê nhà qua bên đi bởi vì ai cũng biết là nó rất là cao và đó là một cái khoản chi tiêu chính. Những cái dịch vụ khác Ví dụ như là đi ăn ở ngoài nè, rồi đi xem phim nè, rồi giá của những cái vé máy bay, giá những dịch vụ, cái gì cũng tăng, ấp ấp ấp. Hoàng Vi đọc những cái mục, uh, những cái số liệu, đó, nó toàn ấp 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 không có một cái nào nó giữ ở, ở chiều ngang hoặc là nó giảm cho người dân nhờ và đó chính là lý do mà cái đời sống của Nam California thưa quý vị nó rất là tăng. Cái chi phí đời sống cost of living ở Nam California là tăng 4.3% trong tháng 3 và một lần nữa nó làm cho nhiều người dân Cali rất là ta tháng đó là trời ơi chi phí đời sống cao quá, đời sống cao quá nhưng mà ai cũng thích ở lại California, thưa quý vị. Dĩ nhiên, dĩ nhiên chúng tôi không nói rằng là không có chuyện là có một cái làng sống người ta đổ xô, người ta rời California mà đi. Nhưng bên cạnh đó cũng có một cái dòng người đã từ những cái tiểu bang khác đi đến California. Chắc chắn phải có một lý do mà California dù đời sống đắt đỏ như vậy mà nó vẫn đông đúc như vậy, thưa quý vị thì có công bà mình nói là đất lành chim đậu bởi vì yếu tố về thời tiết bởi vì công ăn việc làm và nó tạo thành những cái một nhiều mặt của đời sống california thì nhân nói về chuyện là ở california người ta rời đi đó thì bây giờ chúng ta nhìn vào một cái bức tranh lớn hơn thưa quý vị chúng tôi đọc được trên newsweek một bài báo và cả cnbc nữa một cái tổ chức có tên là Henley and Partners là chuyên lo về những cái visa dành cho giới giàu sủ trong nước Mỹ đó. Họ nói là đang có một cái xu hướng là những cái giới nhà giàu của nước Mỹ đang bắt đầu tính toán để làm sao phải có được cái visa thứ hai ở thứ ba những cái hộ chiếu thứ hai thứ ba để mà họ đi đến họ rời nước Mỹ mà họ trong một cái hoàn cảnh nào đó thì họ sẽ có thể tìm được một cái nơi để mà trú ẩn an toàn hơn và thoải mái hơn đó là cái làn sóng mà người dân Mỹ hiện nay những người giàu nha đang tính toán đến thưa quý vị lý giải về điều này thì công ty Henley and Partner nói với CNBC á, là bởi vì thứ nhất là đây là cái giới giàu sụp và họ nhìn thấy là cái tình hình về phân cực quá rõ ở trong nước Mỹ và với những cái sự bất ổn ở trong nước Mỹ hiện nay, trong khi đó thì họ có tiền mà và họ chắc chắn là họ phải làm thành cái portfolio những cái hộ chiếu của mình á, nó phải đa dạng, nó phải phong phú, cho nên khi mà có tiền thì tội gì không tìm đến những cái điểm đến mà nó thoải mái hơn mà nó an toàn hơn, kể cả cái chuyện đầu tư của họ thì những cái điểm đến mà giới nhà giàu của Mỹ nhắm nhía đó thưa quý vị là Bồ Đào Nha nè, Tây Ban Nha nè, rồi Ý nè, thì đó là những cái nơi mà và cả Ai Cập nữa là những cái nơi mà Hy Lạp xin lỗi Hy Lạp là những cái nơi mà giới giàu sự của nước Mỹ tìm đến. Nhưng mà không phải chỉ có giới nhà giàu đâu thưa quý vị. À, và cả cái giới mà thành phần dân Mỹ một cách rất là bình thường á, cũng đang nhắm nhía đến cái chuyện là tìm kiếm một cái địa điểm khác để ngoài nước Mỹ sinh sống. Một cái cuộc khảo sát ngay từ đầu tháng 4 của trường đại học Monmouth University đã công bố là một phần ba những người Mỹ mà được hỏi đó, thì họ nói là họ cũng muốn rời nước Mỹ mà đi. Bởi vì sao? Bởi vì nước Mỹ bây giờ bị chia sẻ quá nhiều, những cái xung đột về chính trị quá nhiều, rồi thậm chí là cái đời sống nó quá là stress đi, nó quá áp lực. Họ muốn tìm đến những cái nơi như là Bắc Âu á, cái đời sống nó dễ dàng nó thoải mái hơn có một chi tiết là nước mỹ quý vị cứ nghĩ rằng là anh cả trên chính trường thế giới thì cái hộ chiếu của mỹ sẽ là cái hộ chiếu quyền lực lắm nhưng mà không thưa quý vị nước mỹ chỉ thép thứ sáu trong những cái top những cái nước hàng đầu mà cái cuốn hộ chiếu nó có giá trị mà thôi năm nước hàng đầu là pháp nè đức nè ý nè Nhật nè, Singapore nè là được người dân mà có cái cuốn hộ chiếu của những nước này đó là được quyền đi đến 194 nước khác mà không cần visa. Mỹ xếp thứ sáu, Mỹ chỉ được đi đến 189 nước khác mà không cần visa mà thôi nói tóm lại là đang có một cái xu hướng người giàu mỹ thì cũng đi tìm những cái nơi đến khác an toàn hơn thoải mái hơn bớt stress hơn bớt cãi vã về chính trị hơn và trong khi đó những cái thành phần bình thường người dân mỹ một phần ba thì cũng những người được hỏi thì cũng nói là họ có cái ước muốn tương tự trong bối cảnh là Cả trăm ngàn người đang đổ xô vào biên giới của nước Mỹ chỉ mong tìm được một tấm vé thôi để mà được đặt chân vào nước Mỹ để sinh sống thì cũng có một cái xu hướng là những người dân Mỹ muốn rời đất nước mà đi. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.